đều nhận thức được rằng cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra chỉ trong vòng vài giờ, chứ không phải vài tuần hay thậm chí vài ngày. Đáng chú ý, nhiều quan chức Mỹ đổ bộ Iran cảnh báo hậu quả khôn lường nếu gây chiến. Liên minh chống Iran sắp tái xuất, Mỹ ngoại giao ở mức cao nhất để bảo vệ đồng minh. Cùng lúc, tướng Mỹ phối hợp Tel Aviv bàn kế đặt Iran vào trận địa tối tận, không lối thoát. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo về trận đại chiến đẫm máu, nguy cơ sụp đổ trong địa chấn nhiều ngày liền, vì sao Thủ tướng Netanyahu vẫn muốn bắt đầu cuộc chiến lớn? Một diễn biến đáng chú ý khác, Chủ tịch Kim Jong-un tự thiết kế và trình làng con át chủ bài trong lực lượng vũ trang Triều Tiên. Vũ khí này uy lực thế nào và lợi hại ra sao? Mời quý vị theo dõi tin quốc tế ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, nhiều ngày qua, các nguồn tin tình báo liên tục đưa ra dự đoán về thời điểm diễn ra trận đại chiến rất gần giữa Iran và Israel. Với lực lượng hùng hậu, được đánh giá là quy mô quân sự chưa từng có từ Washington và Tel Aviv, Tehran được cho là cũng đang ráo riết chuẩn bị cho một cuộc tấn công kéo dài. Theo trang tin Avia Pro của Nga, Iran và Hezbollah có thể phát động một cuộc tấn công quy mô lớn để trả đũa cho cái chết của các nhân vật nổi tiếng, bao gồm thủ lĩnh Shukr và Ismail Haniyeh. Hãng tin NBC trích dẫn một nguồn tin tại Jerusalem cho biết, Israel lo ngại rằng Iran và các đồng minh trong khu vực có thể tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô khủng kết hợp với bầy đàn máy bay không người lái. Một nguồn tin giấu tên từ NBC tiết lộ, Tel Aviv thực sự lo lắng về khả năng xảy ra một cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày nhằm mục đích làm suy yếu lực lượng của nước này. Nguồn tin của kênh này còn nhấn mạnh, họ sẽ cố gắng làm chúng ta suy yếu, đồng thời khẳng định Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này có ý định tạo áp lực nghiêm trọng lên Israel thông qua các đòn không kích liên tục. Tuy nhiên, những lo ngại này không phải là không có cơ sở. Xét đến những tuyên bố và hành động gần đây của Iran và các đồng minh, kênh truyền hình Saudi Al-Haddad trích dẫn các nguồn thạo tin xác nhận, Israel đang chuẩn bị phản ứng nhanh chóng và kịp thời trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran và trục kháng chiến. Đáng lưu ý, Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời là cựu chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC hôm 4 tháng 8 tuyên bố, phản ứng của nước này đối với những sự kiện vừa qua sẽ là đòn trả đũa mạnh tay và quyết đoán. Theo đó, hãng thông tấn IRIB của Iran trích dẫn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội ông Mohammad Bakir Qalibaf tại một phiên họp công khai của Quốc hội cảnh báo, phản ứng này sẽ khiến Israel và những bên ủng hộ nước này phải hối hận về hành động sâu sắc của mình. Ông tuyên bố đòn đáp trả của Tehran sẽ cực kỳ mạnh mẽ và khiến các bên phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mắc thêm một sai lầm khác, gây thêm bất ổn cho khu vực. Trong khi đó, cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, ông Hossein Taf, nói với IRIB rằng kế hoạch trả thù sẽ là những bước đi mới đáng kinh ngạc và hoàn toàn không thể lường trước. Trong cùng ngày, phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ibrahim Rizaei, còn tiết lộ các cơ quan tình báo Iran khẳng định vụ việc đối với thủ lĩnh Hamas Haniyeh không phải là hậu quả của rò rỉ thông tin hay âm mưu từ bên ngoài. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Rizaei cho biết, các biện pháp để xử lý vụ tấn công cực đoan và thu thập thông tin cần thiết đang được thực hiện. Phía Iran cáo buộc Israel đã thực hiện vụ tấn công và thề sẽ đáp trả một cách khắc nghiệt và đau đớn nhất. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cũng cho biết, Tel Aviv có thể sẽ phải đối mặt với một hình phạt khắc nghiệt mà chính họ đã chuẩn bị sẵn. Ở phía ngược lại, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 4 tháng 8 tuyên bố quân đội nước này đã sẵn sàng cả trên bộ lẫn trên không để đáp ứng nhanh chóng trước bất kỳ cuộc tấn công nào. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, theo truyền thông Hoa Kỳ, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM Michael Kurila đã bắt đầu chuyến thăm khu vực vào ngày 3 tháng 8 nhằm phối hợp với các quốc gia liên quan để chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công tiềm tàng của Iran nhắm vào Israel. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Israel đưa tin, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ CENTCOM, ông Kurila, đã có mặt tại Israel trong hôm nay, ngày 5 tháng 8, để họp bàn với lực lượng phòng vệ Israel IDF về cách đối phó với cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran. Trong một thông báo công khai, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF nhấn mạnh, công tác phòng thủ vẫn là điều không thể đảm bảo tuyệt đối, do đó mọi công dân cũng cần phải hành động có trách nhiệm.
Ông cũng nhấn mạnh, chính sách của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa không thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo mọi cập nhật cần thiết liên quan đến công tác chuẩn bị. Bên cạnh đó, người phát ngôn của IDF còn thông báo, họ sắp triển khai một công nghệ mới cho phép gửi tin nhắn khẩn cấp trực tiếp đến điện thoại di động của người dân mà không cần người nhận phải thực hiện bất kỳ thao tác nào. Khi được hỏi về lý do tại sao Israel không thực hiện cuộc tấn công phủ đầu Iran, người này nêu rõ, chúng tôi sẽ làm theo tất cả các chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo của Israel. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu đã nhắc đến mối đe dọa tiềm tàng trong bài phát biểu của mình tại lễ tưởng niệm Zeev Jabotinsky. Ông tuyên bố, chúng tôi đang chuẩn bị đối phó với mọi kịch bản trên mọi mặt trận, từ dải Gaza, Yemen đến Beirut và bất cứ đâu cần thiết. Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ đang cố gắng bao vây chúng tôi bằng các cuộc tấn công cực đoan. Tuy nhiên, Israel hạ quyết tâm đối mặt với họ trên mọi mặt trận, bất kể gần hay xa, bất kỳ ai tấn công chúng tôi đều phải trả giá đắt. Thưa quý vị, tuần trước, các quan chức Mỹ và đại diện của chính quyền Iran đã có một cuộc họp bí mật diễn ra tại Iran. Theo tờ Kuwait al-Jarid, thông qua trung gian là Oman, phái đoàn Mỹ đã di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ trên một chiếc trực thăng riêng và hạ cánh xuống thành phố Karaj gần thủ đô Tehran. Cuộc họp diễn ra như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Cuộc họp diễn ra dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tại sân bay địa phương và kéo dài khoảng 2 giờ. Tham dự cuộc họp có đại diện từ Bộ Ngoại giao và Tình báo Iran cùng với các quan chức Mỹ, những người đã bày tỏ lo ngại về hành động của Israel. Trong các cuộc đàm phán, phía Mỹ đã khẳng định với Iran rằng Washington không có thông tin về kế hoạch tấn công người đứng đầu cục chính trị Hamas tại Tehran. Tổng thống Joe Biden đã bày tỏ sự tức giận đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo Washington, ông Netanyahu đã hành động một cách mất kiểm soát. Phía Mỹ cũng bày tỏ quan điểm cho rằng việc ông Netanyahu tiếp tục nắm quyền có thể đe dọa an ninh toàn cầu. Washington nhấn mạnh rằng kế hoạch của nhà lãnh đạo Israel nhằm phát động một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn, bao gồm sự tham gia không chỉ của Hoa Kỳ, Israel và Iran, mà còn của Liban, Yemen, Thổ Nhĩ Kỳ và một số vùng của châu Phi. Phái đoàn Hoa Kỳ đã cam kết với phía Iran rằng Tổng thống Joe Biden hoàn toàn phản đối chiến tranh với Iran. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng trong trường hợp Tehran tấn công Israel để đáp trả cái chết của ông Haniyeh, phía Mỹ sẽ bảo vệ đồng minh của mình. Trong khi đó, ông Netanyahu được cho là bày tỏ quan điểm cho rằng chỉ khi bắt đầu một cuộc xung đột lớn thì tất cả các bên mới phải ngồi vào bàn đàm phán và đạt được một thỏa thuận hòa bình, công nhận quyền tồn tại của Israel. Dẫu vậy, Mỹ và các đồng minh vẫn đang nỗ lực nhằm kiểm soát tình hình. Đài phát thanh công cộng Khan dẫn lời các nhà ngoại giao phương Tây giấu tên cho rằng Liên minh khu vực đã giúp Israel đẩy lùi cuộc tấn công trực tiếp bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran hồi tháng 4 có thể được tái lập. Liên minh đã ngăn chặn cuộc tấn công của Iran hồi tháng 4, bao gồm Israel, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Qatar, Ai Cập, Jordan, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Theo Times of Israel, các cuộc thảo luận chuyên sâu đang được xúc tiến và nhiều khả năng các bên sẽ hợp tác và tái thành lập lại liên minh trên nếu Iran phát động tấn công. Lý do là vì tất cả các bên đều muốn ngăn chặn tình hình leo thang thành một cuộc chiến khu vực. Trong khi đó, những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay là hoạt động ngoại giao ở cấp độ cao nhất của Mỹ. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ có cuộc gặp gỡ với vua Abdullah của Jordan trong những giờ tới, chỉ vài giờ trước khi ông chủ Nhà Trắng triệu tập các cố vấn an ninh tại phòng họp. Theo Al Jazeera, tất cả mọi người đều nhận thức rõ ràng rằng một cuộc tấn công của Iran có thể diễn ra chỉ trong vòng vài giờ, chứ không phải vài tuần hay thậm chí vài ngày. Đó là lý do tại sao trong những ngày qua, mọi cuộc họp và lời kêu gọi đều tập trung vào việc giảm căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã trao đổi với người đồng cấp Israel hai lần trong vài ngày qua. Lần đầu tiên là để nhắc lại cam kết của nước này đối với Israel, nhưng cũng kêu gọi cần phải xuống thang căng thẳng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken ngày 4 tháng 8 đã phát biểu trước các nước G7 để kêu gọi nhóm này làm mọi cách có thể để gây sức ép ngoại giao lên Iran nhằm thực sự hạ nhiệt tình hình. Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn kênh Fox News hôm 4 tháng 8, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tham gia vào quyết định gần đây của Lầu Năm Góc trong việc gửi thêm vũ khí đến Trung Đông. Theo ông Kirby, bà Harris hoàn toàn là một phần của quyết định bổ sung thêm nguồn lực cho khu vực này.
Trong bối cảnh khu vực đang leo thang căng thẳng trước các đòn trả đũa của Iran, các nhóm ủy nhiệm, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Feiner còn tiết lộ, Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho mọi tình huống sau khi Lầu Năm Góc gửi thêm vũ khí đến Trung Đông. Chia sẻ với CNN trong chương trình State of the Union, quan chức Mỹ khẳng định, chúng tôi và đồng minh Israel đang chuẩn bị cho mọi kịch bản, và đó là lý do Lầu Năm Góc lần lượt đưa ra các thông báo trong những ngày qua. Tất cả những điều chỉnh này là nhằm chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ phản ứng nào từ Iran hoặc bất kỳ đối thủ nào khác chống lại Israel. Ở diễn biến khác, tạp chí The Economist đưa tin, nhiều thành viên của Hamas coi cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái là một sai lầm lớn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho Gaza và làm suy yếu những nỗ lực xây dựng nhà nước Palestine trong nhiều thập kỷ qua. Tạp chí này dẫn lời Mohamed Darakme, một nhà báo Palestine nắm được nguồn tin đáng tin cậy từ các lãnh đạo Hamas cho biết. Sau cái chết của thủ lĩnh Ismaili Haniyeh, nhóm chiến binh Palestine đang đối mặt với những chia rẽ nội bộ và nhiều thay đổi tiềm tàng. Nhà báo Darakme nêu rõ, các lãnh đạo của Hamas hiện nhận ra rằng cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 là một tính toán sai lầm. Bước đi này đang khiến họ phải xem xét lại chiến lược và cách lãnh đạo của mình. Theo tờ The Economist, cuộc chiến kéo dài suốt 10 tháng qua với Israel đã làm giảm uy tín của Hamas trong việc duy trì trật tự ở Gaza, khiến sự ủng hộ đối với quyền cai trị của nhóm này giảm xuống dưới 5%. Sau vụ tấn công ngày 7 tháng 10, Mỹ cũng đã gây áp lực buộc Qatar phải trục xuất các nhà lãnh đạo Hamas khỏi Doha nếu họ không đồng ý ngừng bắn với Israel. Tờ tạp chí cũng chỉ ra sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm của Hamas. Trong khi một số thành viên trong nhóm xem cuộc tấn công vào tháng 10 năm ngoái như một chiến thắng quân sự, thì những thành viên Hamas thực dụng hơn lại mong muốn tổ chức này được tái lập thành một phong trào chính trị thay vì tiếp tục là một nhóm vũ trang. Theo tờ The Economist, một trong những ứng viên hàng đầu để thay thế thủ lĩnh Haniyeh, ông Khalil Al-Haya đã ám chỉ rằng Hamas có thể cân nhắc từ bỏ vũ khí và chuyển hướng hoạt động của mình. Thưa quý vị, tân chính phủ của Vương quốc Anh đang đối mặt với chỉ trích gay gắt từ nội bộ sau khi áp dụng một lệnh cấm vận vũ khí bí mật đối với Israel. Theo tin tức độc quyền từ tờ Daily Mail, động thái này đã gây ra tranh cãi, đặc biệt là khi Iran được cho là sắp chuẩn bị một cuộc tấn công vào Israel. Chính phủ Anh đã tạm dừng cấp phép xuất khẩu vũ khí mới cho Israel, bao gồm thiết bị thông tin liên lạc quân sự và áo giáp chống đạn. Động thái này xảy ra giữa lúc khi Ngoại trưởng David Lammy của nước này đang xem xét liệu có tội ác chiến tranh nào đã xảy ra trong cuộc tấn công của Israel vào Hamas ở dải Gaza hay không. Quyết định cuối cùng của ông Lammy dự kiến sẽ được công bố vào cuối mùa hè này. Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, việc tạm dừng cấp phép đã khiến các yêu cầu cấp giấy phép mới bị đẩy vào tình trạng chờ đợi vô thời hạn. Đây là một phần trong nỗ lực lâu dài của công đảng cánh tả Anh nhằm ngăn chặn hoạt động xuất khẩu vũ khí sang Israel, đặc biệt khi họ đang nắm giữ quyền lực. Bộ trưởng Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng Trung Vương quốc Anh, ông Andrew Mitchell, đã chỉ trích động thái này, cho rằng đây là một bước đi kỳ lạ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biên giới phía Bắc Israel. Ông Mitchell nhấn mạnh rằng Israel đang đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ Hezbollah và quân đội Anh cần phải triển khai vũ khí và nhân sự để bảo vệ Israel khỏi nguy cơ tấn công trực tiếp từ Iran. Trong khi đó, Đại tá Richard Kemp, cựu chỉ huy lực lượng Anh tại Afghanistan cũng phản đối quyết định này, gọi là một lệnh cấm vận vũ khí bí mật. Ông Kemp cho rằng việc công đảng áp đặt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí trong khi vẫn tuyên bố đang xem xét tình hình là một động thái đáng xấu hổ. Trong một diễn biến liên quan khi căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, chuyên gia hải quân người Anh Ian Ballantyne đã xác nhận rằng tàu khu trục HMS Duncan của Anh đã sẵn sàng để hỗ trợ quân sự nếu một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah bùng phát. Theo tờ The Express, Anh cũng đã lập kế hoạch dự phòng. Tàu đổ bộ AFA Cardigan Bay và lực lượng biệt kích thuộc Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh có mặt ở phía Đông Địa Trung Hải để sẵn sàng tham gia vào bất kỳ cuộc di tản nào của Anh, Mỹ và các thường dân khác khỏi khu vực. Thưa quý vị, theo một bài phân tích trên tờ Jerusalem Post, một mối liên quan đến cuộc chiến Trung Đông mà đến nay ít ai tính tới đó là Triều Tiên. Theo đó, Triều Tiên đại diện cho mối đe dọa hạt nhân cấp bách nhất thế giới, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ và một số đồng minh châu Á của Mỹ. Nhưng những mối nguy hiểm khác nhau của một cuộc chiến tranh hạt nhân liên quan đến Triều Tiên cũng tiềm ẩn ở Trung Đông, và liên quan đáng ngại nhất là đối với Israel. Mặc dù Israel không có mối liên hệ đối đầu trực tiếp nào với Triều Tiên, nhưng quốc gia châu Á đã có vũ khí hạt nhân này, có nhiều mối quan hệ hữu hình với Syria và vẫn là đồng minh thân cận của Iran. Theo bài phân tích, nếu một cuộc chiến giữa Israel và Iran xảy ra,
tùy thuộc vào ý chí thích chấp nhận rủi ro hiện sinh của Iran trong cuộc chiến. Đôi khi Jerusalem có thể thấy mình ở tình trạng hiếu chiến tích cực giống như Bình Nhưỡng. Lúc đó, Israel có thể sẽ phải giao tranh quân sự trực tiếp với lực lượng ủy nhiệm hạt nhân được chỉ định của Iran, hoặc với các tài sản hạt nhân hoặc phi hạt nhân của Triều Tiên, trước đây được đặt trong phạm vi ra quyết định của Tehran. Bất kể chính sách của Triều Tiên là gì, triển vọng về một cuộc xung đột mở rộng sẽ là cao. Ở đây, xét về mặt lý thuyết, sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh hạt nhân trực tiếp giữa Israel và Triều Tiên có thể liên quan đến Hoa Kỳ, Nga hoặc Trung Quốc. Bài phân tích cho rằng, một cuộc chiến tranh hạt nhân ngoài ý muốn giữa Israel và Triều Tiên sẽ là vô ý, nhưng một cuộc chiến hạt nhân ngoài ý muốn không nhất thiết phải là kết quả của một tai nạn. Tối qua ngày 4 tháng 8, Bộ Tổng Tham mưu và Chính phủ Mali đã tổ chức một cuộc họp quan trọng tại thành phố Kati để thảo luận về tình hình an ninh quốc gia và các quyết định chiến lược. Theo các kênh Telegram của Nga, thì cuộc họp đã vén màn những bất đồng nghiêm trọng giữa các quan chức quân đội và chính phủ Mali liên quan đến tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Một trong những chủ đề chính là đề xuất của Bộ Tổng Tham mưu Mali về việc thả tất cả tù binh chiến tranh. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sadio Camara đã kiên quyết bác bỏ đề xuất này, gây ra một cuộc tranh luận nảy lửa giữa những người tham gia cuộc họp. Bộ trưởng Camara nổi tiếng với lập trường cứng rắn, cho rằng việc thả tù nhân chiến tranh là không thể chấp nhận được trong điều kiện hiện tại vì lý do an ninh và nhu cầu duy trì kiểm soát tình hình. Một vấn đề quan trọng khác là tương lai của nhóm Wagner hiện đang hoạt động tích cực tại Mali. Ông Camara khăng khăng đòi gia hạn hợp đồng với Wagner PMC, lập luận rằng điều này là do những cam kết trước đó giữa hai bên và nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục hợp tác. Tuy nhiên, Tổng thống lâm thời Mali, ông Assimi Goïta, đã kiên quyết từ chối đề xuất này. Những bất đồng hiện tại càng làm lộ rõ sự căng thẳng nghiêm trọng trong nội bộ chính phủ và quân đội Mali, có khả năng dẫn đến nhiều thay đổi trong chiến lược và cách tiếp cận quản lý đất nước. Chuyên trang quân sự Nga Aviapro nhận định, tương lai của Wagner PMC tại Mali vẫn còn nhiều bất ổn. Thưa quý vị, trong một diễn biến mới nhất trên chiến trường Ukraine, các nhà phân tích quân sự của kênh Deep State xác nhận lực lượng phòng vệ Ukraine đã rút khỏi khu vực Stupki Holobovsky 2 ở Bakhmut thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Bản đồ tình hình chiến sự được cập nhật vào sáng hôm nay ngày 5 tháng 8 cho thấy quân đội Nga đã đạt được những tiến triển đáng kể. Theo đó, lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát các khu vực như Severny, Zelany, Sergeyevka, Ivanovka, đồng thời tiến gần đến Lysychny và Zelany ở vùng Donetsk. Theo trang tin Pravda, việc Ukraine rút khỏi Bakhmut cho thấy áp lực quân sự đè nặng lực lượng Kyiv đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây có thể là một phần trong chiến lược rút lui có tính toán của quân đội Ukraine nhằm tập trung lực lượng cho các cuộc phản công ở những khu vực khác. Trong khi đó, quan chức do Ukraine bổ nhiệm vừa phát hiện Nga đang có động thái mới, có khả năng làm cho tình hình chiến sự giữa hai nước này ngày càng lún sâu vào vũng lầy giao tranh khốc liệt. Theo thông tin do ông Petro Andriushchenko, cố vấn của thị trưởng thành phố Mariupol thuộc tỉnh Donetsk đăng tải trên Telegram, quân đội Moscow gần đây đã hoàn tất và đưa vào hoạt động một tuyến đường sắt mới từ thành phố Rostov của Nga đến thành phố Mariupol. Ông Andriushchenko cho biết, tuyến đường sắt này được khai trương một cách lặng lẽ, không có thông báo công khai hay nghi lễ đặc biệt nào. Ông cho rằng tuyến đường sắt mới sẽ cải thiện đáng kể khả năng vận chuyển quân sự của Nga và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chiến trường. Quan chức Ukraine khẳng định tuyến đường sắt mới này không phải là một phương án thay thế cho cầu Crimea, mà là một tuyến đường sắt độc lập với công suất lớn hơn. Trước đó vào tháng 3, tình báo Anh thông báo Nga đang xây dựng tuyến đường sắt qua các vùng lãnh thổ Ukraine mà nước này đang kiểm soát, nhằm tạo ra một lộ trình thay thế để vận chuyển thiết bị quân sự cho quân đội Moscow. Theo báo cáo mới nhất của Hải quân Ukraine, dưới áp lực tấn công không ngừng nghỉ của lực lượng Kyiv, hai trong số 5 căn cứ không quân mà Nga sở hữu nằm trên bán đảo Crimea hiện đã trống rỗng. Theo ông Dmytro Pletenchev, người phát ngôn của Hải quân Ukraine, Nga có thể đã di dời đội phi cơ đến đất liền, nhưng họ vẫn cần có phương tiện hậu cần để cung cấp nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Trong bối cảnh đó, Kyiv vẫn liên tục nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân, trung tâm hậu cần và cơ sở hải quân của Nga ở Crimea, trong hơn 2 năm lãnh thổ này chìm trong khói lửa bom đạn.
Điện Kremlin đã tuyên bố sáp nhập và kiểm soát Crimea kể từ năm 2014, bất chấp phản đối từ cộng đồng quốc tế và Ukraine, Kiev tuyên bố sẽ giành lại bán đảo. Bên cạnh đó, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào những căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Các mục tiêu bao gồm căn cứ Angel 2 ở Saratov, nơi đặt máy bay ném bom tầm xa, và căn cứ không quân Kostyovskaya ở Krasnodar. Vào ngày 3 tháng 8, quân đội Ukraine cho biết đã tấn công sân bay Morozov ở vùng Rostov của Nga, nhắm vào các nhà kho chứa đạn dược, bao gồm cả kho chứa bom dẫn đường đã được sử dụng để tấn công Ukraine trong nhiều tháng. Đầu năm nay, sau khi Kiev tấn công căn cứ không quân Kostyovskaya của Nga, Bộ Quốc phòng Anh thông báo Moscow có thể sẽ phải di dời các máy bay chiến đấu của mình để đối phó với các cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine. Cuối tháng 7 vừa qua, quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng tên lửa của họ đã tấn công căn cứ không quân Saki, nơi Nga sử dụng để kiểm soát không phận ở Biển Đen, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào các khu vực đất liền Ukraine. Chưa dừng lại đó, thì Giám đốc Tổng cục Tình báo chính của Ukraine, GUR, ông Kirill Budanov, vừa qua cho biết Kyiv đang thực hiện kế hoạch phá hủy cầu Crimea của Nga trong vòng vài tháng tới hoặc vào cuối năm nay. Bình luận của ông Budanov được đưa ra để trả lời câu hỏi của một nhà báo về việc liệu cây cầu quan trọng này có thể bị phá hủy trong tương lai gần hay không. Ông Budanov nói, Kyiv hiện đang làm việc chăm chỉ để lên các kế hoạch, bao gồm các cuộc tấn công tầm xa, để biến việc này thành hiện thực. Ông Budanov khẳng định ông cũng muốn có thể phá hủy cầu Crimea trong vòng vài tháng tới hoặc vào cuối năm 2024. Các quan chức cấp cao, bao gồm cả nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, đã nhiều lần thể hiện mong muốn phá hủy cây cầu giữa bán đảo Crimea và vùng Krasnodar, tuyên bố rằng cây cầu này có giá trị hậu cần đáng kể cho quân đội Nga. Kể từ khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Kyiv đã thực hiện một số chiến dịch để phá hủy cây cầu, bao gồm việc sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, máy bay không người lái hải quân chứa đầy chất nổ, cũng như chất nổ được nhập lậu trong các phương tiện đi đường. Bất chấp nhiều nỗ lực, cây cầu chỉ bị hư hại 2 lần. Vào tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 10 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp tiến về phía cầu Crimea đã bị bắn hạ. Moscow đã lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kyiv, cảnh báo rằng việc này chỉ kéo dài cuộc xung đột. Các quan chức Nga cũng đã gợi ý rằng Kyiv đã làm cho leo thang các chiến dịch phá hoại và ném bom do những thất bại trên chiến trường. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã ca ngợi quân đội đất nước sau loạt chiến công nhằm vào một sân bay và một kho dầu bên trong nước Nga. Trong một tuyên bố, nhà lãnh đạo nói, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến từng quân nhân và tất cả ai làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng của chúng ta vì những đòn đánh chính xác vào các mục tiêu quân sự của Nga. Những tháng qua, Kyiv đã tăng cường không kích lãnh thổ Nga, khẳng định đây là hành động trả đũa các cuộc tấn công mà Ukraine phải hứng chịu kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hơn 2 năm trước. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, mỗi cú đánh đáp trả các quả bom của Nga đều chính xác, phá hủy hệ thống hậu cần và căn cứ của đối phương, khiến đối thủ gặp khó khăn hơn trong việc duy trì sự hiện diện trên đất của chúng ta. Mỗi cuộc tấn công như vậy đưa chúng ta đến gần hơn đến việc chấm dứt cuộc chiến với một kết cục công bằng. Ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 4, một nguồn tin quốc phòng Ukraine tiết lộ với AFP rằng các máy bay không người lái của nước này đã tấn công sân bay Morozov ở vùng Rostov của Nga, thành công phá hủy một kho đạn. Các quan chức Nga chưa bình luận về thông tin này, nhưng Thống đốc khu vực Vasily Golubev đã công bố trên Tehran rằng chính quyền đã áp đặt tình trạng khẩn cấp tại quận Morozov. Nguồn tin quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng của họ đã tấn công một kho nhiên liệu ở quận Kamensky, cũng thuộc Rostov, nơi trước đó giới chức Nga đã báo cáo một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến các bể chứa dầu bốc cháy. Cùng ngày, lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đánh chìm tàu ngầm B-237 Rostov-on-Don của Nga ở bán đảo Crimea vào ngày hôm trước và phá hủy 4 bệ phóng tên lửa. Trong suốt cuộc chiến, Kyiv ngày càng mạnh dạn hơn trong việc nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào lãnh thổ do Nga kiểm soát. Tổng thống Zelensky đã kêu gọi các đồng minh gỡ bỏ hạn chế để Ukraine có thể sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào các khu vực mà Nga chiếm đóng. Một lần nữa, nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng quân đội của ông cần được phép tấn công các địa điểm nơi kẻ chiếm đóng hiện diện và được sử dụng để phát động cuộc tấn công vào Ukraine, phóng tên lửa, máy bay không người lái, cảm tử và bom. Thưa quý vị, liên quan đến mối quan hệ đầy thăng trầm giữa Nga và phương Tây, Thống đốc bang Thuringia của Đức, ông Bodo Ramelow, đã đề xuất thiết lập một hệ thống an ninh toàn châu Âu mới, trong đó có sự tham gia của Nga. Trả lời phỏng vấn với Funke Media Group hôm 4 tháng 7, chính trị gia cánh tả Bodo Ramelow đã kêu gọi tất cả các quốc gia châu Âu tham gia vào một liên minh mới và cùng hợp tác để tái cấu trúc hệ thống an ninh khu vực. Theo đó, ông Ramelow tuyên bố, tất cả các quốc gia tham gia
cần ký kết một hiệp ước không xâm lược và xây dựng một cộng đồng quốc phòng tập trung vào việc giải quyết các xung đột trên lục địa châu Âu. Ông lưu ý, đề xuất của mình không nhằm vào NATO, một tổ chức coi Nga là mối đe dọa, mà là một bước tiến để tái tổ chức hệ thống phòng thủ châu Âu. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải xem xét châu Âu như một tổng thể, vì Nga là một phần của tổng thể đó, ông nói. Tuy nhiên, ông Ramalow cũng thừa nhận, những thay đổi ông đề xuất sẽ khó có thể thực hiện trong tương lai gần. Trong khi đó, tuy đã đưa ra một cử chỉ hòa bình đối với Moscow, ông vẫn chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nhà cầm quyền chuyên chế và chính phủ Nga là một bộ máy kiểm soát nghiêm ngặt. Ông cũng kêu gọi phương Tây hỗ trợ những người muốn thay đổi ở Nga, đồng thời cảnh báo về các cuộc xung đột tiềm ẩn mà ông Putin có thể châm ngòi, chẳng hạn như các tranh chấp lãnh thổ ở Moldova và Georgia. Theo đài RT, lời chỉ trích của ông Ramalow đối với nhà lãnh đạo Nga phù hợp với quan điểm của một số chính trị gia phương Tây, những người lo ngại rằng nếu Nga chiến thắng trong cuộc xung đột Ukraine, Tổng thống Putin có thể tiếp tục tấn công các quốc gia châu Âu khác. Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, gọi chúng là những câu chuyện kinh dị không có cơ sở. Tổng thống Putin cũng đã bác bỏ các lo ngại, cho rằng mối đe dọa từ Nga là một cáo buộc vô nghĩa và chỉ là luận điệu tuyên truyền của các chính phủ nhằm dọa dẫm châu Âu và gia tăng chi phí quốc phòng. Ông khẳng định rằng, một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine là nhằm bảo đảm an ninh cho Nga khi NATO mở rộng tầm ảnh hưởng về phía biên giới của nước này. Vào cuối tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov khẳng định, dù phương Tây có lập trường khác về cuộc xung đột Ukraine và đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Moscow trong 2 năm qua, Nga vẫn sẵn sàng đối thoại và hợp tác với các nước phương Tây, kể cả về các vấn đề an ninh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng cần phải dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng hoàn toàn đối với tất cả các bên liên quan. Theo hãng tin RT, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng, Hoa Kỳ và một số đồng minh dường như đã chú ý đến tín hiệu từ Moscow nhằm ngăn chặn vòng xoáy leo thang căng thẳng. Trong cuộc phỏng vấn với Russia 1 phát sóng hôm 4 tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã chia sẻ đánh giá của mình về hai cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin diễn ra vào ngày 25 tháng 6 và ngày 12 tháng 7. Theo báo cáo trước đó của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc điện đàm vào tháng 7 tập trung vào ngăn ngừa các mối đe dọa an ninh và giảm nguy cơ leo thang tiềm tàng. Cuộc gọi này dành riêng cho trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Ukraine. Trong khi đó, các quan chức Hoa Kỳ cho biết cả hai cuộc điện đàm đều xoay quanh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc trong bối cảnh xung đột Ukraine. Tuy nhiên, ông Ryabkov nhận định có dấu hiệu cho thấy thông điệp của Nga đã đến được Washington và một số đồng minh khác. Như vậy, chúng tôi đã tránh được một chu kỳ leo thang mới. Nhà ngoại giao cấp cao Nga cũng lưu ý, mặc dù đồng hồ ngày tận thế, biểu tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa toàn cầu như chiến tranh hạt nhân đang ở mức 2 phút trước nửa đêm, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc leo thang là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta phải tiếp cận tình hình với đầy đủ trách nhiệm. Quân đội cần sẵn sàng vì có thể có rất nhiều kịch bản khác nhau, ông nhận xét. Tuần trước, tờ New York Times trích dẫn nguồn tin cho rằng chính Bộ trưởng Quốc phòng Belousov đã gọi điện cho người đồng cấp Mỹ Austin vào tháng 7 để chuyển tiếp cảnh báo về một hoạt động bí mật của Ukraine đang được tiến hành chống lại Nga, mà họ tin rằng đã được Washington chấp thuận. Tờ báo này tuyên bố lời đề nghị này đã khiến Washington bất ngờ, vốn không biết về bất kỳ kế hoạch nào và sau đó đã yêu cầu Kiev hủy bỏ. Tuy nhiên, chi tiết về hoạt động này hiện vẫn chưa được tiết lộ. Vụ việc xảy ra sau khi Thượng nghị sĩ Nga Dmitry Rogozin vào cuối tháng 5 tuyên bố Ukraine đã tấn công một trong những hệ thống cảnh báo sớm quan trọng của Nga bằng máy bay không người lái. Cả ông Rogozin và quân đội Nga đều cho rằng cuộc tấn công này đã được Hoa Kỳ chấp thuận. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Washington Post rằng Mỹ lo ngại về các cuộc tấn công này, nhấn mạnh rằng Nga có thể coi các hệ thống răn đe của mình đang bị nhắm mục tiêu. Quan chức này cũng lưu ý những địa điểm này không liên quan đến việc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Đại sứ Nga tại Venezuela, ông Sergei Malik Barasarov nhận định, việc công nhận hoặc không công nhận bầu cử ở một nước độc lập là hành động can thiệp chủ quyền quốc gia, đồng thời chỉ trích Hoa Kỳ xem khu vực Nam Mỹ là sân sau để thử nghiệm các kỹ thuật xoay chuyển chính trị. Sau khi công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử tại Venezuela, Moscow kêu gọi phe đối lập Venezuela nên thừa nhận thất bại. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo các nước thứ ba không nên hỗ trợ những nỗ lực gây mất ổn định tình hình bên trong Venezuela. Ông Melik Badasarov cho biết, ngay cả trước cuộc bầu cử ở Venezuela, Mỹ đã ám chỉ rằng họ sẽ không chấp nhận việc Tổng thống Nicolas Maduro tái đắc cử. Ông cho rằng quan điểm này của Mỹ cho thấy nước này đang can thiệp vào chủ quyền của Venezuela.
Theo đại sứ Nga, người dân Venezuela đã đưa ra lựa chọn của họ và điều này phải được tôn trọng. Tuy nhiên, ông nhận định các tiếp cận này khá xa lạ với Washington, đồng thời cáo buộc Hoa Kỳ chỉ xem Nam Mỹ là một nơi thử nghiệm các phương pháp can thiệp bầu cử. Cuộc bầu cử tổng thống Venezuela được tổ chức vào ngày 28 tháng 7 và Ủy ban Bầu cử Quốc gia tuyên bố Nicolas Maduro là người chiến thắng. Tuy nhiên, trước khi kết quả kiểm phiếu và kiểm toán hoàn tất, Washington đã không công nhận kết quả này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ lãnh đạo đối lập Edmundo González. Bên cạnh đó, Tổng thống Maduro bị đe dọa sẽ phải đối mặt với hậu quả chính trị hoặc kinh tế từ phía Mỹ và EU nếu ông không từ bỏ quyền lực. Quý vị thân mến, giữa lúc việc cựu Tổng thống Donald Trump chọn Thượng nghị sĩ J.D. Vance làm phó tướng vẫn còn đang gây tranh cãi, chiến lược gia đảng Cộng hòa Susan Dow Pesayo mới đây đã dự đoán vai trò của ông Vance có thể sẽ giảm xuống trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Dự đoán của bà Del Pesio được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự ảnh hưởng của ông Vance đối với tấm vé tranh cử của ông Trump. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Vance có khả năng cản trở cơ hội tái tranh cử của cựu Tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn trên MSNBC vào cuối tuần qua, bà Del Pesio nói: "Suy cho cùng, tôi nghĩ ông Vance sẽ chỉ làm những gì mà ông ấy phải làm và sẽ hạ thấp vai trò của mình trong chiến dịch." Cuộc tranh cãi xung quanh ông Vance bắt nguồn từ một phần từ những phát biểu trong quá khứ của ông. Các phát biểu này đã được đào lại kể từ khi ông được đề cử làm phó tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2021 với cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson, ông đã đưa ra những bình luận gây tranh cãi về phụ nữ độc thân và các chính trị gia không có con, đặc biệt nhắm vào phó tổng thống Kamala Harris và các đảng viên dân chủ nổi tiếng khác. Mặc dù phải đối mặt với những lời chỉ trích, ông Vance đã kiên quyết với những tuyên bố của mình. Gần đây ông nói rằng: "Tôi biết giới truyền thông muốn tấn công tôi và muốn tôi lùi bước trong việc này, nhưng có một điều đơn giản mà tôi muốn nói rằng, việc có con và trở thành một người cha, một người mẹ có thể thay đổi quan điểm của chúng ta một cách khá sâu sắc." Trước cuộc khảo sát gần đây của Đại học Florida Atlantic và Main Street Research USA được tiến hành từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7, tỷ lệ chấp thuận dành cho ông Vance là âm 3%. Những con số này khiến cho các nhà phân tích chính trị cho rằng sự hiện diện của ông Vance trên có khả năng gây bất lợi cho chiến dịch của ông Trump. Kevin Wassner, một giáo sư chính trị tại Mỹ, tại Đại học Florida Atlantic nói rằng mức độ chấp thuận dành cho ông Vance đang theo sau đáng kể so với Tổng thống Trump. Hiện vẫn đang còn sớm, nhưng thay vì hỗ trợ cho ông Trump, việc chọn ông Vance làm phó tổng thống có thể là một lực cản đối với cơ hội tái tranh cử của ông Trump. Tờ The Telegraph đưa tin, công ty thiết kế phần mềm cho một cơ sở đóng tàu ngầm của Anh đã thuê lập trình viên từ Belarus và Nga. Các tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh mà tờ báo này có được cho thấy doanh nghiệp này sau đó đã cố gắng che đậy lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Trước đó vào năm 2020, công ty tư vấn kỹ thuật số WM Reply đã được thuê vào để xây dựng mạng nội bộ cho nhân viên của Rolls-Royce Submarine. Các kỹ sư hạt nhân của Rolls-Royce, những người thiết kế tàu ngầm dành riêng cho Hải quân Hoàng gia Anh, sẽ sử dụng mạng nội bộ này để giao tiếp trong khi làm việc mà không phải lo ngại về rủi ro bảo mật khi kết nối với mạng Internet rộng hơn. Do tính chất nhạy cảm về công việc của Rolls-Royce Submarine, các quy tắc của Bộ Quốc phòng Anh quy định rằng mạng nội bộ chỉ được thiết kế bởi các nhân viên tại Anh có đủ điều kiện an ninh. Nhưng thay vào đó, WM Reply đã thuê các kỹ sư ở Belarus và một người làm việc từ xa tại Tomsk ở Siberia của Nga làm hầu hết việc lập trình phần mềm mạng nội bộ. Cuối năm 2020, các nhân viên WM Reply mới bắt đầu lo ngại về việc sử dụng các nhà thầu có trụ sở tại một quốc gia đối thủ của Vương quốc Anh. Hồ sơ chuyển cho các nhà điều tra của Bộ Quốc phòng Anh tiết lộ rằng công ty đã quyết định không thông báo cho Rolls-Royce về việc thuê ngoài vì sợ hợp đồng trị giá 500.000 bảng Anh, tương đương 640.000 đô la Mỹ sẽ bị hủy bỏ. Để che đậy việc này, một nhân viên đề xuất cung cấp cho các lập trình viên người Belarus tên của những người đã chết ở Vương quốc Anh, trong khi một nhân viên khác đề xuất một kỹ sư người Anh soạn lại tất cả mã code được viết ở Belarus và Nga để tạo cảm giác như toàn bộ phần mềm được xây dựng tại Vương quốc Anh. Cuối cùng, Rolls-Royce được thông báo một số lập trình viên nước ngoài được sử dụng nhưng không nói rõ họ ở Nga hoặc Belarus. Rolls-Royce bắt đầu kiểm tra vụ việc vào năm 2021 và một cuộc điều tra đã được tiến hành tại Bộ Quốc phòng vào năm 2022 khi Vương quốc Anh đang hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Rolls-Royce đã cắt đứt quan hệ với công ty WM Reply. Một phát ngôn viên của nhà sản xuất tàu ngầm này nói với The Telegraph, đồng thời nhấn mạnh không có nguy cơ dữ liệu mật hoặc nhạy cảm bị truy cập hoặc cung cấp cho những cá nhân không được cấp phép.
một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, vấn đề này đã được Rolls-Royce điều tra đầy đủ. Như họ đã nói, không có thời điểm nào tính toàn vẹn của hệ thống bị xâm phạm. Tuy nhiên, các nhà phân tích quốc phòng nói với tờ báo, những người viết code có khả năng đã truy cập vào thông tin liên lạc của nhân viên Rolls-Royce, khiến họ dễ có khả năng bị tống tiền hoặc tấn công mạng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Ben Wallace nói với tờ The Telegraph, quyết định theo ngoài của WM Reply có khả năng khiến chúng tôi dễ bị tổn thương trước nguy cơ phá hoại an ninh quốc gia. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm nay ngày 5 tháng 8 đưa tin, lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, đã tham dự lễ kỷ niệm chuyển giao hệ thống vũ khí tên lửa đạn đạo chiến thuật mới, được biên chế vào quân đội nhân dân Triều Tiên. Tại buổi lễ, Triều Tiên đã giới thiệu 250 bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật mới, được cho là hệ thống Hwasong 11, dự kiến sẽ triển khai tại khu vực biên giới quân sự với Hàn Quốc. Theo KCNA, hệ thống tên lửa mới này được cho là vũ khí tấn công chiến thuật hiện đại uy lực do chính ông Kim Jong-un thiết kế và sẽ là khí tài quân sự then chốt trong lực lượng vũ trang Triều Tiên. Trong bài phát biểu, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, việc triển khai số bệ phóng trên đồng nghĩa nước này đã thực hiện thành công một trong những nhiệm vụ quan trọng được đề ra tại Đại hội 8 của Đảng Lao động Triều Tiên trước đó. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt kinh hoàng. Ông Kim Jong-un khẳng định, điều này biểu hiện cho ý chí kiên định của Đảng Lao động cầm quyền trong việc thúc đẩy tăng cường năng lực phòng thủ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Triều Tiên gần đây còn cho rằng Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực như Hàn Quốc và Nhật Bản đang tăng cường quan hệ quân sự dựa vào sức mạnh hạt nhân. Và ông xem đó là lý do chính đáng để tăng cường năng lực quân sự của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, đề cập đến hệ thống phóng tên lửa mới của Bình Nhưỡng, Bộ Tham mưu Liên hợp Hàn Quốc cùng ngày cho rằng vũ khí này sẽ được sử dụng với mục đích đe dọa Seoul. Theo đó, phát ngôn viên Bộ Tham mưu Liên hợp Hàn Quốc, ông Lee Sung-jun nêu rõ, chúng tôi tin rằng các bệ phóng tên lửa được thiết kế để sử dụng theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như để tấn công hoặc đe dọa Hàn Quốc. Việc triển khai gần biên giới như vậy có nghĩa là tầm bắn của hệ thống này sẽ không xa. Căng thẳng ở Biển Đông vẫn chưa đến hồi kết. Mới đây, Trung Quốc tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tàu Philippines tại bãi cạn Sabina, đồng thời khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ tại khu vực này. Cảnh sát biển Trung Quốc cho biết, một số tàu tuần tra của Cục Thủy sản và Tài nguyên Thủy sản Philippines cùng nhiều tàu cá đã tập trung quanh tàu tuần duyên BRP Teresa Mabanua của Philippines từ ngày 3 tháng 8. Phía Trung Quốc khẳng định tàu Philippines đang neo đậu trái phép tại bãi cạn Sabina, đồng thời tuyên bố lực lượng bảo vệ bờ biển đang giám sát chặt chẽ tình hình. Bãi cạn Sabina được Trung Quốc gọi là Tiên Tân Tiêu và Philippines gọi là Escoda Show, ngày càng trở thành tâm điểm trong các cuộc đối đầu gần đây ở Biển Đông. Nằm cách tỉnh Palawan của Philippines khoảng 139 km và gần một rặng san hô giàu trữ lượng dầu mỏ, Sabina Show là điểm hẹn cho các nhiệm vụ tiếp tế của Philippines dành cho quân đội đồn trú tại tàu BRP Sierra Madre. Theo South China Morning Post, tàu BRP Sierra Madre hiện đang có nguy cơ hư hỏng nặng. Các chuyên gia Trung Quốc đã chỉ ra, đây có thể là một trong những lý do khiến Philippines gần đây nỗ lực cung cấp vật liệu sửa chữa cho con tàu, dẫn đến nhiều vụ đụng độ với tàu Trung Quốc. Bloomberg vào ngày 3 tháng 8 trích dẫn 4 nguồn tin giấu tên cho biết, Philippines đã triển khai đủ lực lượng tăng cường để duy trì tiền đồn này ít nhất thêm một thập kỷ nữa. Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã yêu cầu Washington không thổi bùng ngọn lửa căng thẳng ở Biển Đông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken trong chuyến thăm Manila hồi tuần trước khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cam kết phòng thủ đối với Philippines. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, Manila xác nhận đã triển khai các tàu cao su cứng RHIB từ BRP Teresa Mabanua để giám sát hoạt động của Trung Quốc tại bãi cạn Sabina. Các tàu này đang ngăn chặn hiệu quả các nỗ lực của Trung Quốc nhằm tiếp cận tàu Philippines, đảm bảo quá trình tiếp tế không bị cản trở. Thưa quý vị, các tờ báo Anh trong hôm nay ngày 5 tháng 8 đã đồng loạt đưa tin về các cuộc biểu tình phản đối tình trạng nhập cư, bạo lực diễn ra trên khắp thành phố của nước này. Vào ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chỉ trích mạnh mẽ hành vi cực đoan và cảnh báo rằng những kẻ đứng sau các vụ tấn công sẽ bị trừng trị nghiêm khắc theo pháp luật. Phát biểu của ông được đưa ra sau nhiều ngày biểu tình, trong đó các khách sạn đã trở thành mục tiêu chính. Các cuộc biểu tình đã bùng phát tại nhiều thị trấn và thành phố trên toàn nước Anh sau một vụ tấn công bạo lực ở Southport, miền Tây Bắc nước Anh vào tuần trước.
các nhóm chống nhập cư và chống Hồi giáo đã lợi dụng vụ việc khi thông tin sai lệch lan truyền rằng nghi phạm là người nhập cư và có liên quan đến các nhóm Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nghi phạm sinh ra ở Anh và không coi vụ việc này là một vụ tấn công cực đoan. Cuối tuần qua, các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp các thành phố trên cả nước, bao gồm Liverpool, Bristol và Manchester, khiến hàng chục người bị bắt giữ khi các cửa hàng và doanh nghiệp bị phá hoại và cướp bóc, và một số cảnh sát bị thương. Ngày 4 tháng 8, hàng trăm người biểu tình phản đối nhập cư đã tập trung tại một khách sạn gần Rotherham, miền Bắc nước Anh, nơi Bộ trưởng Nội vụ Anh cho biết là nơi trú ngụ của những người xin tị nạn. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Ngọc Cúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.